lâu lắm rồi. Ông ta là một người thành đạt, gặp rất là nhiều cô gái, nhưng mà theo như anh biết thì có lẽ ông ấy chưa nặng lòng với ai như là nặng lòng với em đó. Nhưng mà em không hiểu tại sao mà anh Phước Sinh lại cứ muốn gán ghép em và ông Tuân Sen. Nói trắng ra thì ông ta là một người hết sức, nói chung là như là một con cóc vàng vậy đó, là chủ một số công ty tài chính, mà nhân viên ở dưới trướng thì cả hàng ngàn người. Nhưng mà điều đó thì có liên quan gì tới em? Sao lại không liên quan? Bởi vì em thử nghĩ coi, nếu như bây giờ mà Phượng trở thành người thân của Tuân Sen thì tất cả những cái số tài sản đó sẽ thuộc về em. Bởi vì theo anh nghĩ á, cái thời buổi kinh tế thị trường mà, nó khác rồi, nó quan niệm tình yêu khác rồi em ạ. Tình yêu á, là phải đem đến cho người ta một cái sự sung sướng, một cái vật chất đầy đủ, chứ không phải là tình yêu nói suông. Một túp lều trắng rồi hai trái tim vàng. Thủy ơi, chị sao là gì vậy? Không được đâu. Anh để cho em vô. Thủy, buông tay ra. Thủy, anh làm gì vậy? Có phải là anh Phước Sinh không cho em vô không? Ông chủ. Thủy, em đi đâu vậy Thủy? Em đến đây có việc. Anh Phước Sinh à, có phải là anh không cho em vô đây không? Làm gì có. Tôi nói ra, tôi dặn cậu sao Dũng. Ông dặn không cho phép bất cứ một người bạn nào của tôi tới mặt bén mảng tới đây. Kể cả... Cậu ra ngoài! Sao có chuyện gì vậy hả? Sao? Bây giờ em tới đây rồi nè, anh có đuổi em ra không? Không, em là bạn mà, sao có chuyện đó được. Nhưng mà anh là hôm nay em đến không phải để nói chuyện với anh. Em muốn gặp Phượng. Phượng, về với tao đi Phượng. Thì à, việc riêng của tao. Thì ra bây giờ tao không có quyền can thiệp vào chuyện riêng của mày nữa sao Phượng? Hả? Thủy à, Thủy. Mày làm sao vậy Phượng? Phượng đến đây chơi em làm gì em sổ sàng vậy? Em cứ làm gì đâu mà sổ sàng. Em không nói chuyện với anh, em đang nói chuyện với bạn em mà. Anh Phước Sinh à, em hỏi thiệt đi. Có phải anh muốn đưa con Phượng cho một cái người nào đó không? Hả? Anh đang giới thiệu mai mối đó cho một người không, nào không, đó không? Không, không, đang lợi dụng nó đúng không? Không bao giờ. Anh làm những cái chuyện tốt đẹp cho Phượng cũng như anh đã từng làm cho em. Bây giờ anh không đôi co với anh em nữa. Em ra ngoài. Tôi không xem lại dụng bạn thôi. Về đi Phượng. Anh Phước Sinh à, anh ra ngoài đi. Tôi có chuyện muốn nói với Thủy. Nhưng mà anh không thể để. Anh ra hay tôi ra? Anh chọn đi. Ok. Get on. Phượng, Thủy à, mày đã có tất cả rồi thì bây giờ mày cũng phải để cho tao có một chút gì đó chứ. Nhưng mày muốn cái gì? Danh vọng mày đã có rồi, danh hiệu hoa hậu. Và quan trọng hơn cả, mày còn có Tuấn. Phượng à, Tuấn yêu mày. Tình yêu chân thật là một thứ thiêng liêng mà không phải ai muốn cũng có được. Ngay cả bản thân tao nè, tao khao khát lắm một tình yêu chân thật, nhưng mà không thể nào có được. Phượng, mày cũng muốn cái gì nữa? Tuấn à, Tuấn là để dành cho trái tim. Tao vẫn còn nhớ, mày đã từng nói cho tao nghe rằng thời buổi này dạ dày quan trọng hơn trái tim kia mà. Tao có lỗi với mày. Tao có lỗi với mày nhiều lắm Phượng. Nhưng đó không phải là những suy nghĩ của mày. Trước đây mày đâu phải là con người như vậy. Phượng, mày nói đi. Mày đang giỡn với tao đúng không Phượng? Mày đang giỡn với tao phải không? Mày không được nói những lời như vậy. Thủy ơi, tao đã từng yên phận bao nhiêu năm sống trong nghèo khó, tháng tháng chờ những đồng tiền của mẹ tao gửi lên. Những đồng tiền mà mẹ tao phải đổ bao nhiêu giọt mồ hôi, bao nhiêu ngày nắng mưa úp mặt xuống đồng ruộng mà có được nó. Những đồng tiền đó mặn lắm, mặn hơn cả những dòng nước mắt. Phượng, mày buông ra.
Mày không được uống những thứ này. Nó không phải dành cho mày. Và cả nơi này nữa, nó cũng không dành cho mày nữa. Về Phượng, về với tao đi Phượng. Về đó. Về. Tao lớn rồi, tao không phải là con nít để mày phải dạy tao làm chuyện này chuyện nọ. Phượng à, tao đủ sức suy nghĩ, tao biết tao đang làm gì và phải làm như thế nào. Mày không cần phải dạy đời tao nữa. Bây giờ tao đã trở thành hoa hậu rồi, mày sợ tao hơn mày, cho nên mày phải chặn tất cả con đường đi của tao chứ gì. Mày nói cái gì vậy Phượng? Hả? Mày điên rồi, mày điên rồi Phượng à! Tao không nghĩ đến điều này sớm hơn. Mày nói đúng. Bây giờ thì tao không có quyền gì để can thiệp vào chuyện của mày nữa. Phượng à, tao ích kỷ lắm, tao nhỏ nhen lắm Phượng à. Bây giờ mày là hoa hậu rồi, tao sợ mày hơn tao. Tao sợ quá đi Phượng ơi, tao sợ lắm. Very nice. Bây giờ em mới là người sành điệu. Không cần phải định tôi. Ông nói thẳng cho tôi biết đi, mục đích của cuộc gặp gỡ ngày hôm nay là gì? Nhưng mà trước tiên em phải lau khô những dòng nước mắt đi. Nói chung là Tung Gen rất là yêu em. Và nếu đáp ứng được cái tình yêu đó thì ông ta sẽ không tiếc cho một thứ gì hết. Tôi đã nói với ông là tôi không muốn dằn vo nữa. Tôi muốn thẳng vấn đề. Ông nói thẳng cho tôi biết đi. Ok, ok, ok. Em nói như thế nào để cho Tung Gen đổ tiền vào đây xây một tổ hợp khách sạn? Và tất nhiên 10% của quê hồng đó sẽ thuộc về em. Em nên nhớ là 10% đó không phải là số tiền nhỏ, mà bất cứ một cô gái nào tuổi như em mơ cũng có thể có được đâu. Tất nhiên là nếu mà tiền đổ vô càng nhiều thì 10% nó càng lớn, em sẽ càng hưởng được lợi nhiều. Thưa ông chủ, có ngài Tung Xe tới. À, chào ngài. Ồ, chào Phước Sinh. Chờ ngài mỏi mòn luôn. Chào Phượng. Phượng đẹp lắm. Cảm ơn anh. Chúng tôi chờ ngài nãy giờ đó chứ. Dạ. Yeah. Nếu biết trước như vậy, tôi đã đến sớm bằng cả cuộc đời tôi. Được chờ đợi anh ngài cũng là một cái niềm hạnh phúc cho chúng tôi mà. Phượng à, tôi có thể hiểu câu này là của Phượng được không? Ồ, được quá đi chứ. Phượng biết không, bây giờ đối với tôi đó, Phượng là quan trọng nhất cuộc đời tôi. Phượng hiểu không? Phượng à, xin mời Phượng. Nào, chúng ta cạn chén. Anh mong rằng những cuộc gặp gỡ như thế này sẽ có mãi mãi giữa chúng ta. Dạ, mãi mãi. Muôn đời là như vậy ngài à. Ủa, sao nãy giờ Phượng không nói mà chỉ nghe có một mình ông nói vậy? Bởi vì theo tôi quan niệm thì đỉnh cao của âm thanh là sự im lặng đó ngài. Đỉnh cao của âm thanh là sự im lặng. Ừ. À, tôi hiểu rồi. Như vậy có nghĩa là đỉnh cao cái im lặng là âm thanh. Ok. Nhưng mà tôi muốn nghe một câu nói